对于你，我始终找不到，也到不了。你眼睛会笑，弯成一条桥。Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các em. Tôi là thầy Nguyễn Công Chính và hôm nay thì thầy sẽ giúp đỡ cho chúng ta chữa một đề thi thử. Đây là đề thi thử khảo sát số 2. Thầy chọn đề của trường Trung học phổ thông Trần Phú, Sở Giáo dục Quảng Ninh. Đây là đề số 2002 trong các đề thi thử mà thầy đưa lên nhóm lớp toán cấp tốc 2018 của thầy Nguyễn Công Chính. Nơi đây là nơi giúp đỡ nhiệt tình và miễn phí dành cho các bạn 2.000. Nếu các bạn còn học trung bình môn toán và các bạn mong muốn có một mục tiêu khiêm tốn 5 điểm để thi tốt nghiệp, thầy chào mừng và đón các em vào học môn toán với thầy trong group. Hãy nhớ rằng vào đến đây các em lưu ý hãy học hành cho thật nghiêm túc, cẩn thận, giúp cho thầy, các em hãy làm bài và có thể nhờ thầy nhận xét. Qua cái bạn đề thi thử số 2 thì thầy nhận thấy rằng là đề thi này thầy cho ở mức độ là nó có một số câu hỏi là từ dễ đến khó, nó có phân loại nữa. Vậy nên điểm chấm so với đề thi số 1 là ở mức độ khiêm tốn hơn, nhiều bài chỉ đạt trung bình hoặc dưới trung bình thôi. Nhưng các em phải tập làm quen với những điều đó vì đề thi năm nay là dự đoán là sẽ có thể khó hơn một chút. Thầy có chưa biết được rằng là khó đến mức độ như thế nào, nhưng khó thì là khó chung, dễ là dễ chung. Năm trước đã dễ rồi, đúng không nhỉ? Vậy nên mình cố gắng tập trung vào đề này, làm cho thật cẩn thận. Thầy yêu cầu các em làm đúng căn 90 phút và các em hãy chọn cho thầy những bài vừa sức. Bây giờ em phải học cho mình những cái khả năng phân tích đề và biết được những câu nào vừa sức. Các em có thể chọn từ 30 đến 35 câu tối đa thôi. Các em không cần làm vận dụng cao 8, 9, 10 cũng được, không ảnh hưởng gì, để nó phù hợp với mục tiêu của mình. Làm xong các em nộp bài cho thầy và nghe chấm điểm, nghe chữ đề. Em nhớ chưa? Mọi thứ đều là miễn phí và giúp đỡ cho các em, thầy không lấy gì cả. Các em nhớ điều này chưa nào? Vậy nên việc học là phụ thuộc vào các em, nhớ nhá, được chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu chữa bài. Đáp án thì thầy đã gửi trong nhóm, các em tự tải về và xem cho thật kỹ, nhớ chưa nào?
chúng ta cùng chọn cho thầy từ 25 đến 30 câu, 30 hoặc là 30, trên dưới 30 câu là ổn nhất. Bạn nào mà chưa thi học kỳ 2 thì đây là một cái nguồn đề rất quan trọng cho chúng ta luyện đề. Đầu tiên các em nhìn giúp thầy xem là xem các em có nhìn rõ không? Nếu có gì thì để thầy chỉnh cho. Các em nhìn xem có rõ ràng không? Nếu mà thầy nó đã rõ ràng rồi thì chúng ta cùng làm bài ngay. Nhớ chưa? Còn nếu mà thầy có gì mà chưa rõ thì hãy bảo cho thầy, được chưa? Để thầy kịp thời thì chỉnh sửa. Rồi, câu số 1. Câu số 1. Câu số 1. Tính mô đun của số phức sau. Biết số phức liên hợp Z ngang bằng 2Y trừ 1 nhân với 3 cộng Y. Nào, chúng ta bắt đầu đánh dấu. Đây được coi là một câu ăn điểm. Tất cả những câu ăn được điểm thầy sẽ đánh dấu vào đây để cho chúng ta tập trung học những câu đó thôi. Dạng đi thi cũng sẽ hỏi như vậy thôi, yên tâm. Các em biết bài này cho số phức liên hợp, tính số phức liên hợp xong thì chúng ta đổi đi. Thí dụ số phức liên hợp giải ra là A cộng BI chẳng hạn, thì chúng ta đổi ngược lại Z sẽ là bằng A trừ BI. Người ta gọi A cộng BI, A trừ BI là liên hợp của nhau. Sau đó tính mô đun rất đơn giản thì chúng ta sẽ lấy mô đun của số phức thôi. Nhưng các em lại lưu ý với thầy có một tính chất rất hay, đó là mô đun của số phức thì cũng như là bằng mô đun của số phức liên gì? Liên hợp. Vậy nên không nhất thiết là em phải tính ra cái này đổi đâu, mà em có thể lấy luôn mô đun của số phức Z ngang, đều là như gì? Như nhau cả thôi. Hai số phức kể cả có dấu nó có ngược nhau một tí, nhưng mà khi tính ra mô đun thì đều là căn bậc 2 của A bình cộng B gì? B bình, nó không ảnh hưởng gì cả. Như vậy chúng ta tính luôn. Chúng ta sẽ vào máy chế độ mode 2 complex zone. Chúng ta ấn shift HIP. Thầy nhắc lại, shift HIP là nút hiện ra dấu giá trị tuyệt đối, và bấm lập tức 2i, i nằm ở cái phím NG, 2i trừ 1, đóng ngoặc, cứ làm từ từ thôi, không chết được, nhân mở ngoặc 3 cộng i. Mình đâu có phải làm hết 50 câu đúng không? Mình làm nếu có 30-35 câu thì mình cứ làm từ từ cho thật cẩn thận thôi. Đây là nút chỉ tuyệt đối. Trong máy tính nút này cũng chính là nút module. Ấn bằng, ta được kết quả 5 căn 2. Vậy ta chọn đáp án A. Không có gì thắc mắc thì câu này chúng ta làm xong. Có một lưu ý cho các em, thầy xin nhắc lại một lần nữa. Chúng ta không nhất thiết là phải tìm ra Z đâu. Nếu các em tìm ra Z cũng được, sau đó em lấy module thì cũng như vậy thôi. Thì đầu tiên nhớ cho thầy, hai số phức liên hợp là có mô đun, tức là độ lớn bằng gì? Bằng nhau, và đều có công thức tính như thế này cả. Các em đã rõ chưa nhỉ? Rồi, như vậy, làm luôn như thầy là thông minh nhất. Ta chuyển sang câu số 2. Kết thúc câu số 1. Đây là câu cho điểm. Câu số 2 là một câu tính giới hạn hàm số thuộc kiến thức lớp 11. Đây là một câu ăn được điểm. Ta tiếp tục đánh dấu. Giới hạn này có cách tính nhanh nhất, đó là thầy có hai cách. Cách 1, khi giới hạn tiến về vô cực, dương hay âm vô cực thì tôi không biết, nhưng một hàm fx chia cho một hàm gx, thì các bạn chỉ cần lấy cho thầy hai cái hệ số. Nếu như bậc của f bằng với bậc của g, trong trường hợp này thì người ta sẽ lấy hai hệ số kết quả là a chia a phẩy. Còn nếu như bậc của f mà bé, bậc của tử bé hơn bậc của mẫu, giới hạn tiến về 0. Còn nếu bậc của f lớn hơn bậc của g thì phân thức tiến về vô cùng. Đây là kiến thức lớp 11, không có gì khó. Thầy nhắc lại, nếu bậc tử bằng bậc mẫu thì nhẩm ra sẽ bằng hai hệ số của x mũ lớn nhất chia cho nhau. Nếu tử thấp hơn mẫu, tức con bé hơn mẹ, thì giới hạn tiến về 0. Con to hơn mẹ, giới hạn tiến về vô gì? Vô cùng. Như vậy, chúng ta nhẩm vào đây, ta sẽ thấy như sau. Trên tử số có trừ 2 mũ 5 là bậc lớn nhất. Dưới mẫu số lại có 5x mũ 4 là bậc lớn nhất. Đây là bậc tử lớn hơn bậc mẫu, nên kết quả tiến về vô cùng, không cần bấm máy tính, chúng ta cũng nhận ra được. Thứ hai, đó là chúng ta có thể đoán ra ngay. Khi x tiến về âm vô cùng, thì x mũ 5 tiến về âm vô cùng, thêm dấu âm đằng trước là tử số tiến về dương vô cùng. Như vậy, tử dương. Mẫu, x tiến về âm vô cùng, mũ 4 lên tiến về dương vô cùng.
Như vậy kết quả dương chia dương vô cùng sẽ lấy dấu gì? Dấu dương. Không cần bấm máy tính chúng ta cũng biết được kết quả là dương vô cực. Các em đã rõ chỗ này chưa? Cái học theo cách nhẩm của thầy thì không bao giờ có gì là khó khăn cả, được chưa? Bấm máy tính còn có thể lâu hơn mình. Còn nếu như chúng ta thích ấn máy tính thì chúng ta cũng có kết quả như sau. Chúng ta gõ 3 lần x mũ 4 trừ đi 2 lần x mũ 5. Ở dưới ta chia cho 5 lần x mũ 4. Bạn nào không biết bấm thì nhờ các bạn khác dạy cho nhé. Cộng với 3 lần alpha x cộng 2. Nhắc lại, giới hạn hàm số là một câu. Nếu như thuần túy như thế này thì có thể ấn được máy tính. Sử dụng phím can. Can. Khi đề nói x tiến về âm vô cực, ta cho một số âm rất lớn. Thí dụ âm, người ta có thể ghi thế này cũng được. Âm rất lớn. Kết quả hiện ra một số cực kỳ to. 40 gì đây, 40 ngàn hay 40 triệu gì chả biết. Nhưng tóm lại, đây là dương vô tận, dương vô hạn. Kết quả là đáp án D. Đáp án D. Các em đã rõ chưa nhỉ? Kết quả là đáp án D. Rồi. Như vậy, bạn nào thông minh thì nên học nhẩm như thầy. Còn bạn nào mà nếu như em chưa đủ thông minh ấy, thì em có thể học bằng máy tính cũng được. Tôi nhắc lại, khi x tiến về âm vô cực, ta cho một số âm rất lớn, âm 1 triệu hay âm 1 tỷ cũng được. Còn kết quả hiện ra là một số dương rất lớn, hay kết quả chính là dương vô tận. Các em nhớ điều này nhé. Thầy nhẩm nhanh hơn các em nhiều. Câu số 3. Cho một tổ hợp chập K của N phần tử với... Thầy viết thế này có nghĩa là 1 bé hơn K, K bé hơn là bằng N đấy. N là số phần tử của tập hợp. Số cách rút ra... Thực ra ấy, thì tổ hợp chập K của N phần tử bản chất chính là CKN. Các em học rồi. Đây là một câu kiến thức lớp 11, nhưng câu này có thể ăn được điểm. Nên thầy tiếp tục đánh dấu vào. Đây là một câu làm được. Đó là CKN. Theo định nghĩa CKN thì chúng ta học rồi. CKN lớp 11 mở chương 2. Tổ hợp xác suất ra ta sẽ thấy nó sẽ bằng N dây thừa. Chia cho N trừ K tất cả dây gì? Dây thừa. Và có K dây gì? K dây thừa ở dưới. Các em đã rõ chưa? K dây thừa ở dưới. Rồi. Thế thì chúng ta xem công thức nào đúng. Thì trong các cái này ta thấy thứ nhất là câu A là sai vì nó không đủ. Câu B thì lại viết lộn. Câu B viết lộn, lộn hết cả K dây thừa nên đây nên cũng sai nốt. Câu D thì cũng không phải. Vì không có công thức này. Chúng ta khoanh đáp án là câu C. Tại sao là câu C? Các em lại biết là gì? N dây thừa chia cho N trừ K tất cả dây thừa thì đây lại chính là bằng AKN. Nên cái này chính là AKN chia cho K dây thừa mà thôi. Được chưa? Tổ hợp sẽ bằng chỉnh hợp tương ứng chia bỏ cho K dây thừa lần. Vì tại sao? Vì chỉnh hợp bao giờ cũng có số cách là nhiều hơn tổ hợp là K dây thừa lần. Nhớ chưa? Nó có thêm sự sắp xếp mà. Thế nên là nó phải bằng K dây thừa lần sự sắp xếp. K phần tử ấy mà, chỉnh hợp là có sự sắp xếp. Thế nên nó to hơn là đúng rồi. Chọn đáp án C. Cái này về chúng ta xem lại công thức nhé, là chúng ta hiểu ngay. Không hề khó đâu. Ta đến với câu Chúng ta đến với câu số 4. Chưa? Các em lưu ý là dạo này thời gian buổi tối và buổi chiều thì thầy cũng khá là bận. Vậy nên là thầy phải đi dạy nhiều. Và nhất là giai đoạn ôn thi hai tháng cuối. Nên là rất là ít khi có thể có thời gian mà buổi chiều tối thầy về thường là đêm 9-11 giờ rồi. Vậy nên là nếu ban ngày mà còn dành thời gian thì thầy sẽ hướng dẫn và chữa luôn cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể share lại hoặc là để lại đó. Rồi bài giảng vẫn còn ở trong nhóm. Thầy cũng không để mất đi đâu và cũng không ai xóa như là một số người nào nó cứ nói là dọa học sinh là xóa nhỉ. Không, mình làm ra mất công thì sao là mình phải xóa chứ, đúng không nhỉ? Rồi sai hay đúng mình cứ để việc gì mình phải xóa. Câu số 4. Nào, thầy xem câu này có phải là một câu ăn được điểm không? Các bạn nghe thầy phân tích đề. Đây là một câu khối lăng trụ có chiều cao 2A và diện tích đáy là 2A bình. Tính thể tích của khối lăng trụ. Một câu hình ngắn gọn, đây là một câu ăn được điểm. Câu này chỉ cần áp dụng công thức thôi. Như vậy thầy tiếp tục đánh dấu câu số 4. Chúng ta biết rồi, thể tích của một cái hình khối lăng trụ ấy, lăng trụ thì sẽ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Đúng không nhỉ? Không có 1/3 đâu nhé, 1/3 là hình chóp.
Như vậy diện tích đáy đã cho rồi, không cần phải tính nữa. Nó đã cho luôn 2a bình, chiều cao là 2a. Ô thế câu này mình làm được đúng không? 22 là 4 đúng không? A mũ mấy nhỉ? A mũ 3. Chúng ta sẽ có kết quả là 4a mũ 3. Không có gì thắc mắc thì câu 4 mình chọn đáp án A. Như vậy câu này là một câu hình cho điểm em nhớ nhá. Chứ không phải lúc nào hình nó cũng khó đâu. Bao giờ cũng phải có câu dễ câu khó đúng không? Rồi, không khó đúng không? Cố gắng ăn những câu này nhá, những câu này chỉ cần thuộc công thức thôi. Đúng không? Cố gắng ăn câu này nhá, không khó đúng không? Cố gắng lên. Được chưa? Không được làm sai những câu này cho thầy nhá. Làm sai là thầy không dạy cho nữa đâu, được chưa? Câu số 5. Nào, câu số 5, tìm khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số sau. Thì hàm này đây là một câu dễ rồi đúng không? Tiếp tục đánh dấu vào. Một cái câu mà liên quan đến tính đồng biến nghịch biến thì chắc chắn là một câu dễ rồi. Được chưa? Chúng ta biết là câu này thì đồng biến nghịch biến thì đồng biến thì y phải phải mang dấu gì ấy nhỉ? Dương. Thì vậy em tính ra y phải rồi em giải y phải dương cho thầy là được thôi. Bây giờ chúng ta đạo hàm nhé. Thì ta sẽ có câu số 5 y phải bằng. Ai biết đạo hàm rồi nhỉ? Hạ mũ xuống, tức là trừ 3 hạ mũ xuống và lùi đi một bậc là còn mũ 2 cộng với này 3 nhân 2 là 6x đúng không? Cộng 9 đúng không? Rồi. Thì bây giờ các em có thể giải cái này ra, em có thể dùng máy tính bấm luôn giải cái này cũng được này. Thì thầy hướng dẫn cho các em một cái chức năng giải bấm như cái này là thông minh nhất này. Chúng ta vào cho thầy như sau nhé, nhanh lắm. Mode này, xuống này, chọn 1. Đây là chức năng giải bất phương trình một cách nhanh chóng mà không cần phải kẻ bảng biến thiên. 1 này. Bây giờ đây là bất phương trình đấy, bất phương trình này bậc lớn không đúng không? Ừ, bậc 2 nên chọn cái này là số 1, tương ứng với bậc 2. Sau đó mình ấn vào cái chỗ nào mà có cái dạng là ax bình cộng x cộng c mà lớn không ấy. Thì nhìn vào đây là em chọn menu này, cứ như em chọn menu đồ ăn ở quán này. Thì mình chọn số 1 này. Được chưa? Đó, bây giờ mình nạp ba cái hệ số vào thì mình sẽ có -3 ấn bằng này. 6 này. 9 này, hiểu chưa? Cái chỗ này là ai biết làm hết ấy. Thế mới bảo câu này là câu dễ mà. Chúng ta ra nghe là khoảng cần xét chính là -1 đến x đến 3. Tức là x nằm trong khoảng từ -1 đến 3. Người ta chọn đáp án đó là C. Đúng không? Đấy. Thế nhắc lại nhá, riêng bất phương trình bậc 2 và bậc 3 để con hoàn toàn có thể dùng cái phím. Nhưng mà nhớ là máy VN nhá, VN hoặc là Vinacan. Coi chừng máy ES nó không có chức năng giải bất phương trình này đâu nhá. Chức năng giải bất phương trình này cẩn thận là coi chừng máy ES là nó thua đấy, nó không làm được đâu. Thế mình nếu mà có ai có máy VN hoặc Vinacan thì mình mượn mình đổi lại đi, được chưa? Mình đổi lại đi để con biết bấm cái này. Còn thực ra giải thì không hề khó, các em hoàn toàn có thể xét dấu bằng tay. Nếu giải cái này ra hai nghiệm thì em cũng có -1 và 3 thôi. Xét dấu trong trái ngoài cùng thì trong dương ngoài âm thôi. Thì bài này lấy cái khoảng này nó cũng thế thôi, đúng không? Thì hai cách nào được, em có thể xét dấu bằng tay cũng được, hoặc là bấm bất phương trình bằng máy cũng được. Nhớ chưa? Nghe lời kỹ thầy nói nhá, vì câu này mà không làm được là trượt đấy. Đấy là câu số 5. Đúng không? Câu số 5. Câu số 6 cũng là một câu ăn được điểm. Câu số 6 cho D là một diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị căn bậc 2, 1 trừ x bình và trục hoành. Trục hoành chính là OX ấy, tức là y bằng 0. Nhớ chưa? Tính thể tích của khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay khi quay xoay quanh trục hoành tức là trục OX. Cái bài này không hề khó. Các em chỉ việc tính thể tích ra cho thầy thôi. Chúng ta có thể tích của khối tròn xoay xung quanh trục OX đúng không? Thì bằng pi nhân với tích phân từ A đến B nào đó của Fx tất cả bình gì? Bình phương. Thì bây giờ đầu tiên là các em tìm cho thầy hai cái cận AB này ra nhé. Vậy ta giải phương trình y này bằng y kia đúng không? Trục hoành là y bằng 0 nên ta giải căn bậc 2 của 1 trừ x bình bằng gì? Bằng 0 đúng không? Thì giải cái này thì dễ rồi nhỉ. Bình phương y vế lên thì 1 trừ x bình bằng 0. Thế có suy ra được x bằng cộng trừ 1 không? Đúng chưa? Cộng trừ 1 rồi nhé. Từ khi mà có cái cộng trừ 1 này ấy, thì V của chúng ta sẽ bằng tích pi, tích phân từ -1 đến 1. Fx tất cả bình phương. Như các em đã biết ấy, Fx thì là căn và bình phương lên thì mất căn. Nên các em viết luôn cho thầy đó là thành 1 trừ x bình luôn nhé. 1 trừ x bình luôn, để x. Thế nhắc lại này, đáng nhẽ là Fx tất cả bình phương nhưng mà bình phương lên mất căn rồi. Như vậy thì để nguyên đáp án là thế này. Được chưa? Chúng ta xem các đáp án hiện ra xem nó là cái gì. Thì câu C là không thể đâu nha. Câu C người ta viết linh tinh cái gì sai này. Chờ bây giờ chúng ta bấm máy tính để xem kết quả hiện ra là bao nhiêu pi nhé. Em ấn bình thường thôi. Đây là câu cho điểm mà. Câu 6 là câu cho điểm nên thầy đánh dấu vào. Câu 6 là một câu cho điểm. Vậy nên là thầy sẽ đánh dấu vào. Được chưa? Câu này là câu cho điểm đấy.
Câu này bấm được máy tính nên có câu cho điểm, được chưa? Nhớ đúng công thức rồi bấm đúng cho thầy là được. Ấn cho thầy tích phân từ âm 1 cho đến 1 của mở ngoặc ra 1 trừ đi x bình. Rồi, không cần pi đâu, đáp án nào nó copy hết mà. Trừ khi đáp án không copy thì cần phải bấm thêm pi, còn bây giờ nó không copy thì ấn tính sau. 4/3, đáp án sẽ là 4/3 pi. Chọn đáp án B. Con nghe rõ lời thầy nói chưa? Rồi, như vậy trong đầu là phải có công thức này. Diện tích thì phải có trị tuyệt đối đúng không? Còn thể tích khối tròn xoay là phải có bình phương đúng không? Có pi ở ngoài đúng không? Được chưa? Có pi ở ngoài, có bình phương ở trong. Đấy, như vậy bài này mà nhớ công thức một tí thì sau được bấm máy tính thì cũng không hề tốn một giọt mồ hôi. Nên thầy nghĩ đảm bảo đi thi kiểu gì có một câu hoặc diện tích hoặc thể tích này các em ạ. Năm nào nó người ta cho dễ mà. Còn giải phương trình tìm ra cận thì các em biết làm rồi nhá. Đấy, như vậy là mình cố gắng lên nhá, mình ra kết quả 4/3 pi. Đấy, như vậy là thầy đã làm được xong 6 câu đấy, khỏi liệt rồi nhá. Như vậy 6 câu này là đủ để khỏi liệt rồi, được chưa? Khỏi liệt rồi. Hơn 1 điểm rồi mà, được chưa? Bắt đầu mình đến với câu số 7. Hãy chọn cho thầy cái câu nào sai. Cái câu nào sai này, gạch chân và cái câu nào sai cho thầy này. Bây giờ cái câu này là cái câu có cái thuật ngữ là có cái từ cực trị. Em lại phải nhớ cho thầy cách đếm số điểm cực trị của một số hàm. Trong chương trình học của em xét hàm bậc 3, hàm bậc 4 và hàm bậc phân thức bậc nhất trên bậc nhất hoặc là bậc 2 trên bậc nhất. Có một cái lưu ý cho các em ấy, đó là trong chương trình học thì thường là hàm bậc 4 là bao giờ cũng có cực trị, có 3 hoặc là có 1 cực trị, bậc 4 trùng phương nhé. Còn bậc 3 thì chắc chắn là có 3, à đâu nhầm, có 2 cực trị hoặc không có cực trị nào. Nhớ chưa? Hàm bậc 1 trên bậc 1 thì luôn luôn là không có cực trị. Còn hàm bậc 2 trên bậc 1 thì thường đấy nhá. Thường là có 2 cực trị hoặc là cũng có thể không có cực trị nào, các em lưu ý nhá. Nhưng mà trong chương trình học của em thì ít khi xét hàm bậc 2 trên bậc 1. Hàm bậc 2 trên bậc 1 thì cái tử số đạo hàm ra của nó có thể là bậc 2 có nghiệm hoặc bậc 2 vô nghiệm. Vậy nên là nó có thể có 2 cực trị hoặc là có thể không cực trị gì đó. Em chỉ cần nhớ cho thầy là hàm bậc 3 thì nó có thể có 2 cực trị hoặc không cực trị. Còn bậc 4 là nó có thể có 3 hoặc có 1. Bậc 1 trên bậc 1 là 0. Như vậy giờ mình soi chiếu vào đây. Đây là tổng kết kinh nghiệm của phần đồ thị rồi. Các em về tự xem lại vở em sẽ suy ra được những điều này giống thầy. Đấy, học xong thì phải rút ra cho mình kinh nghiệm như thế này. Khi ôn đề, làm đề thì mình mới chắc chắn và tin tưởng. Chỉ nếu không làm xong là mình nãy giờ không có nhẽ giờ đi ngồi đạo hàm cả 4 anh ra thì em sẽ bị hết giờ ngay. Em nhớ chưa? Đạo hàm này cũng được thôi, nhưng 4 lần bấm máy tính thì sẽ làm cho chúng ta tốn khá nhiều thời gian. Đầu tiên, chúng ta cùng nhìn vào các cái hàm nào mà dễ nhận ra. Thí dụ thí dụ như là cái hàm chúng ta xét những hàm dễ đạo hàm trước. Thí dụ như là cái hàm A trước nhá, đúng không? Cái hàm A trước. Thì bây giờ em đạo hàm thử câu A. Thì câu A em đạo hàm y phẩy sẽ bằng 3x bình cộng gì? Cộng 1. Các em đã biết là 3x bình cộng 1 thì luôn dương. Luôn dương thì chứng tỏ đúng là không có cực trị thật vì y phẩy không có nghiệm. Như vậy câu này là một câu đúng. Ta chuyển sang câu B. Câu B, x mũ 4 x mũ 4 này cộng 2x bình trừ 3. Nếu em y phẩy ra thì em sẽ thu được là 4x mũ 3 cộng với 4x. Em giải cái này bằng 0. Thì em sẽ đặt cho thầy 4 là chung, x là chung bên trong, còn x bình phương cộng 1 bằng 0. Thì như các em đã biết là biểu thức này chỉ có duy nhất một nghiệm là x bằng 0 thôi. Còn x bình cộng 1 này là luôn dương quá, gặp cô rồi, dương quá rồi. Như vậy là nó chỉ có mỗi đó là một nghiệm thôi thì không thể có 3 cực trị được. Vậy ta chọn câu B. Làm từ từ là ra. Ngoài ra thầy có thể dạy cho các em thêm đó là nếu hệ số A và hệ số B, A nhân B mà dương này thì kiểu gì cũng chỉ có một cực trị thôi. Not không thể có 3 cực trị được. Đấy là một cái mẹo nữa. Dĩ nhiên là thầy sẽ không cần làm câu B và câu C, à câu D và câu C nữa. Em có thể tự đạo ra. Thầy phát hiện ra câu B là nó đã sai rồi thì thầy sẽ không làm câu C và câu D nữa. Nếu mà mình rảnh và mình còn thời gian ấy, thì mình có thể làm. Còn nếu không thì thôi, tốt nhất mình sang câu tiếp theo. Câu số 8. Đấy, như vậy câu số 7 cũng là một câu lý thuyết cơ bản mà mình có thể ăn được điểm. Thầy đánh dấu tiếp câu này và được tính là một câu dễ, chưa phải là câu khó. Ta cố gắng lên. Tiếp tục, cho số A nhỏ hơn số B đều là hai số nhỏ hơn 0, tức số âm. Câu hỏi mệnh đề nào sau đây là sai? Lại tiếp tục chọn câu sai. Xu hướng đề thi bây giờ không bao giờ chọn mấy khi câu đúng đâu. Những câu đúng là chỉ hỏi những câu như thế này thôi. Người ta hỏi câu sai mới là vấn đề nguy hiểm. Đây là một câu về loga. Để làm loga ta cần nhớ tính chất của loga. Loga có dạy đó là loga của một tích thì biến thành tổng hai loga. Loga của một thương thì biến thành hiệu hai loga. Trong đó những biểu thức nằm trong loga phải là những biểu thức không gì, không âm.
Chính vì thế chúng ta cần phải hết sức để ý vào về tính tồn tại của loga và tính chất công thức của loga. Nếu như chúng ta để ý vào câu số 8 thì từ đáp án A ta thấy loga của AB tất cả bình thực ra chính là bằng A bình B bình. Vậy người ta tách tích thành tổng ra, người ta biến thành loga A bình cộng với loga B bình. Đây là loga Lepe. Thực ra loga gì nó thế thôi. Nhưng câu này được coi là một câu đúng. Tiếp tục ta để ý sang câu này. Như chúng ta đã biết, căn bậc 2 là mũ 1 phần 2. Mũ 1 phần 2 người ta để về đằng đầu, người ta đẩy về đằng trước theo tính chất đó là loga cơ số A của B mũ alpha. Thì mũ alpha hạ về đầu thì người ta sẽ viết thành alpha loga cơ số A của gì? B, trong trường hợp AB cùng dương nhá, ví dụ như thế. Như vậy, căn bậc 2 bản chất chỉ là mũ 1 phần 2 người ta hạ về đầu và người ta tách thành lô A cộng với lô B. Trong trường hợp này các em lưu ý là trong tờ đáp án của thầy thì trong câu 8 thì thầy lại đi khoanh đáp án C. Nhưng mà đấy là do thầy chưa sửa kịp. Các em lưu ý từ câu B của chúng ta thì câu B là một câu sai. Tại sao? Câu B là câu sai. Các em lưu ý sửa cho thầy chỗ này. Vì câu trong đáp án thì thầy lại đánh dấu là câu C. Nhưng câu C không phải nhá, nó là câu B. Tại sao câu B sai? Các em lưu ý, các em nhìn này, A và B là những số âm. Khi tách loga xuống thì người ta phải để chỉ đối mới đúng. Vì nếu không AB nó lại âm mất. Để chỉ đối vào nó mới dương, đúng không? Như vậy câu B là bị thiếu chỉ đối. Thiếu chỉ đối đấy. AB người ta cho là số dương thì thầy không cần chỉ đối. Nhưng nếu AB là số âm thì em phải lưu ý chỉ đối. Để thi rất nhiều năm đã đánh vào cái chỗ này mà học sinh có cảm giác cứ tưởng như là đúng ấy. Vì học sinh cứ nghĩ rằng là log của một tích thì biến thành tổng. Nhưng không phải, từ thiếu chỉ đối. Câu C lại là câu đúng vì log A trên B biến thành phép trừ giữa log A và log B. Họ đã rất cẩn thận để giấu giá trị tuyệt đối để cho biểu thức trong loga là dương. Như vậy câu này thực ra là một câu đúng chứ không phải là câu sai. Được chưa? Còn câu D thì thực ra là A bình trên B bình, họ tách ra thành A bình log A bình trừ log B bình nên câu này cũng đúng. Các em hết sức lưu ý cho thầy về giá dấu giá trị tuyệt đối trong câu B. Các em đã rõ chưa? Câu này các em hết sức cẩn thận nhớ nhé. Ngoài ra đây là sử dụng công thức, còn các em có thể bấm máy tính nếu các em thích. Nhưng khi bấm máy tính thì em có thể chọn cho thầy A là B là âm 1 thì A là âm 2, em thay vào đây. Nếu hai vế mà không bằng nhau thì cũng chứng tỏ nó cũng là một câu sai, cũng được. Được chưa? Nhưng mà thầy nghĩ rằng là chả cần phải bấm đâu, tại vì mình biết tính chất rồi thì việc gì mình phải bấm. Như vậy câu 8 này mà là một câu hơi phân loại một chút rồi. Câu này là câu hơi phân loại thầy khoanh tròn đánh dấu ngoặc ở ngoài để ý muốn nói như là bóng đèn trong vật lý. Ý muốn nói rằng là câu này là phải tỏa sáng một chút thì mới có thể làm được. Câu số 9, hãy chọn cho thầy mệnh đề đúng. Đây là một câu nguyên hàm cơ bản nên câu này thầy được đánh dấu là một câu hỏi dễ. Với nguyên hàm của sin ta tra bảng thì ta sẽ có nguyên hàm của sin là trừ cos. Ta có thể thấy ngay tại sao cos đạo hàm ra trừ sin nên nguyên hàm của sin phải quay về trừ cos. Mà trong các đáp án thì ngoài trừ cos mà nó lại có ax cộng b ở đây thì đáp án luôn luôn có 1 trên a. Các em lưu ý là có 1 trên a nhé, 1 trên a. Như vậy thầy nhìn thấy hệ số a của chúng ta đóng vai trò là hệ số đứng bên cạnh x ấy, thì chúng ta có hệ số a là âm 5 ở đây này. Như vậy đáp án của chúng ta nguyên hàm của sin 3 trừ đi 5x phải bằng với đó là nguyên hàm của sin là trừ cos của 3 trừ 5x chia bỏ cho hệ số a của chúng ta là trừ 5, vậy em trừ trừ hóa thành cộng. Cuối cùng nó lại là 1 phần gì? 1 phần 5. Đáp án của câu 9 thì ta sẽ chọn đáp án đó là câu C. Được chưa? Câu C. Câu này không khó đâu các em ạ. Các em cứ bình tĩnh mà làm. Không khó. Câu này là một cái câu áp dụng bảng nguyên hàm một cách bình thường nhất. Đi thi bao giờ cũng sẽ có những câu nguyên hàm dễ, nguyên hàm khó. Mình đừng nghĩ là nó cứ khó quá. Nó không phải là khó tất đâu. Nó không khó tất đâu. Câu này cũng không nhất thiết phải bấm máy tính. Tại vì dùng công thức 5 giây là ra mà. Đúng không? Thông minh rồi nhá. Rồi. Còn thầy chỉ dành phương pháp bấm máy tính dành cho những cái câu nào mà đặc biệt khó thôi. Thực ra thì bấm thì không hề khó. Các em có thể dùng phương pháp đạo hàm ngược. Dùng đạo hàm ngược có nghĩa là bây giờ em đạo hàm ngược cho thầy kia. Thí dụ em đạo hàm ngược câu C dạy nhá. Em đạo hàm ngược 1 phần 5 cos của 5x trừ 3. Cho thầy hỏi một chút, có nhiều bạn thắc mắc đấy. Sẽ hỏi như sau. Dạ thưa thầy, tại sao trong đề bài có ghi là 3 trừ 5x mà đáp án lại ở trong câu C em lại thấy họ ghi là 5x trừ 3, liệu đáp án có phải là sai không? Được chưa? Đây này, thầy có ghi là đáp án là cos 3 trừ 5x, tại sao đáp án đúng của thầy vẫn chọn C là cos của 5x trừ 3?
Vậy liệu thầy có phải nhầm không? Hay là thầy thiếu dấu trừ? Nhiều bạn cứ nghĩ rằng là thiếu dấu trừ mà các bạn ấy sẽ chọn đáp án B. Ôi nhưng hóa ra đáp án B là không phải các em ạ. Các em đừng có để bị lừa. Chúng ta có một tính chất nữa của lượng giác, đó là cốt của A, cốt của alpha thì bằng cốt của trừ alpha theo tính chất cốt đối. Cốt của hai góc ngược giấu nhau đều bằng nhau cả. Nên cho dù thầy viết là 3-5x hay thầy viết là 5x-3 thì điều ấy đều đúng cả. Chứ nhiều bạn đừng có nghĩ là cốt là đẩy dấu trừ, chỉ có sin mới được đẩy dấu trừ thôi. Còn cốt sin tang cô tang thì đẩy dấu trừ được theo tính chất đối, còn cốt là không đẩy dấu trừ. Như vậy các em lưu ý đừng chọn B mà vẫn phải là chọn C. Tóm lại đây là một câu vận dụng cả nguyên hàm lẫn công thức lượng gì, lượng giác. Rất nhiều bạn dễ dàng có thể bị lừa và đề thi hoàn toàn có thể hỏi những câu như thế này. Vận dụng cả một câu nhưng nhiều kiến thức liên môn. Các bạn ấy sẽ rất bất ngờ và cẩn thận sẽ chọn đáp án B. Được chưa? Hóa ra mọi thứ không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Được chưa? Nhiều dấu âm rất là loạn. Thứ nhất là sin đã ra trừ cốt là đã có dấu âm rồi. Điều hiểu điều này chưa? Rồi lại chia cho hệ số A là âm 5 nữa. Nó đã bị mất dấu rồi, mà còn cốt của alpha và trừ alpha. Tóm lại, đây là một câu tưởng chừng như dễ, nhưng dấu má sẽ rất lẫn lộn nếu như bạn nào học không thật sự chắc. Ngoài ra, thầy có thể hướng dẫn cho chúng ta thêm một cách thứ hai nữa. Chẳng may mà việc ấy đã xảy ra, lộn hết lung tung xòe cả lên thì chúng ta đành phải dùng phương pháp đạo hàm ngược. Có nghĩa là nguyên hàm của anh này sinh ra anh kia, tôi đạo hàm anh kia để quay về anh cũ. Như vậy tôi sẽ sử dụng đạo hàm ngược của, thí dụ tôi chọn đáp án C chẳng hạn, tôi chọn 1/5 của phương pháp đạo hàm ngược khá là ưu việt, được chưa? Nhưng mà không loại trừ trường hợp mà chẳng may bốn đáp án đều ra xấp xỉ giống nhau thì thôi rồi, đến lúc ý thì chúng ta cũng không thể nào mà thoát được. Đây, 5x-3. Rồi, chúng ta sẽ cho một ký C bỏ đi nhé. Chúng ta sẽ cho một số bất kỳ nào đó, thí dụ 1 vào đây. Không sao đâu các em ạ, cho 1 vào đây. Chúng ta sẽ ra kết quả đó là trừ 909. Thì bây giờ thầy sẽ phải bấm cái anh hàng bên phải. Nếu bây giờ cái anh này đạo hàm để sinh ra cái anh hàm bên phải, hàm bên trái như vậy, thầy nhớ trong đầu là trừ 0,909 rồi. Thì bây giờ thầy ấn cái anh sin của cái anh 3-5 alpha x. Sau đó thầy can cho, lúc nãy thầy vừa thấy bằng 1 đúng không? Thầy cho 1 vào. Thì thầy cũng ra đó là -9,909. Như vậy có nghĩa là cái câu C của thầy là đúng đấy. Em hiểu ý chỗ này chưa? Được chưa? Các em nhớ tính chất cho thầy nhá. Được chưa? Đạo hàm cái anh này quay về anh cũ. Được chưa? Đấy. Đây là một cái câu nữa. Hầu như các câu nguyên hàm khó thì các em đều có thể làm theo phương pháp này cũng được. Nếu như đề không trùng máy tính thì cứ làm theo phương pháp này. Được chưa? Và em có thể thử các đáp án khác mà xem. Không bao giờ nó ra bằng nhau được. Cho dù mình thử x bằng giá trị bao nhiêu chăng nữa thì nó thế. Đấy là câu mà thầy gợi ý cho chúng ta nhé. Và nhớ là câu này cũng rất nguy hiểm đấy nhé. Học sinh giỏi vẫn có thể nhầm bình thường nếu như mà không tỉnh táo. Nên câu 9 tiếp tục thầy sẽ hơi hơi đánh dấu bóng đèn vào một chút để em hiểu rằng là câu này em phải hơi để ý một tí, nếu không em dễ dàng có thể bị nhầm. Được chưa? Nhưng vẫn là một câu ăn được điểm nếu như em biết bấm máy tính giống thầy. Câu số 10. Cho đường thẳng D có phương trình x bằng 1, y bằng 2 cộng 3t và z bằng 5-t. Vector nào là vector chỉ phương? Thì như các em đã biết ấy, câu này không cần đáp án cũng biết. Vector chỉ phương thì nằm bên cạnh t. Cái anh này thì coi là không có t, như vậy vector chỉ phương thì gọi là u0 3-1. Các em lưu ý đừng có chọn cái 1 2 5 ấy nhá. 1 2 5 này là điểm mà nó đi qua, còn vector nằm đằng sau ấy. Như vậy bắt đầu chúng ta cùng mở đáp án ra thì chúng ta sẽ thấy đáp án nào là 0 3-1 thì mình sẽ ôm như vậy là 0 3-1 thì nó là hiển hiện ở đáp án A, được chưa? 0 3-1 chả có đáp án nào ngoài đáp án này đúng cả, được chưa? Xong rồi, câu này là câu cung là một câu cho điểm được nên thầy tiếp tục đánh dấu đây là một câu cho được điểm. Như vậy là thầy đánh dấu mấy câu rồi nhỉ? Có một vài câu chưa đánh dấu thôi, còn hầu như là câu này là một câu cho được điểm. Chúng ta đừng bao giờ làm sai vector chỉ phương này nhé. Câu 13, cô ba cho thầy sửa một chút, cái chỗ này là nó in hơi bị lỗi nên cái chỗ này là R đấy, ý thầy là R, lỗi cứ vuông vuông này là R đấy, R nhá. Rồi, em sửa một tí cho thầy. Tập nghiệm của bất phương trình loga, cái này cũng không hề khó. Nhưng mà giải những cái bất phương trình loga ấy, các em lưu ý là khi mà giải bất phương trình loga thì chúng ta lại phải nhớ cơ số là dương khắc lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1. Lớn 1 thì dấu của biểu thức bên trong sẽ cùng chiều loga, còn nhỏ hơn 1 thì ta phải đảo chiều đi. Như vậy trong trường hợp này
ta thấy rằng là cơ số 10, đây là đọc là log đấy. Log có nghĩa là cơ số 10. Cơ số 10 lớn hơn 1 nên chúng ta sẽ thu được cùng chiều. X bình cộng 25 phải lớn hơn 10 gì? 10x. Ngoài ra các em còn có thêm hai cái điều kiện nho nhỏ nữa, đó là biểu thức, hai biểu thức trong loga phải dương. Đấy, nó khó ở chỗ này. Nhưng mà x bình cộng 25 thì nó lại luôn dương quá rồi. Chỗ này ta ghi là dương quá. X bình cộng 25 thì luôn dương quá rồi, ta không cần phải giải nữa. Chúng ta chỉ cần đi giải 10x thôi, dương thôi. Nhớ nhá, bỏ cái này nhá, x bình cộng 25 luôn dương rồi. Như bây giờ giải cái này thì không hề khó. Chúng ta sẽ có đó là x bình này trừ đi 10x này cộng với 25. Nếu bạn nào tinh tường nhận ra thì đây hình như hẳn thức đúng không? Còn ở dưới là x lớn không đúng không? Thế thì em sẽ nhận ra ngay đây chính là hẳn thức. X trừ đi 5 đấy, 5 tất cả bình lớn không và x lớn không. Thì như các em đã biết ấy, x trừ 5 tất cả bình ấy thì nó luôn luôn là nó lớn không sẵn rồi, ngoại trừ duy nhất đó là x bằng 5 nó không thể lớn không thôi. Như vậy ta lưu ý cho thầy trường hợp này là x khác 5 và x lớn hơn gì? Lớn không. Vậy đáp án của chúng ta đó là x khác 5, x lớn không. X khác 5, x lớn không thì các em lưu ý chỉ có đáp án D thôi. Đó là từ 0 đến 5 và 5 thì dương vô cùng, tức là cái con số 5 này nó chèn từ, nó nằm trong khoảng từ 0 dương vô cùng đấy, người ta cắt đôi ra thành hai khoảng. Đúng không? Đáp án đây. Chúng ta đừng có khoanh đáp án A, B thì không phải rồi nha, C càng không. Ngoài ra thì chính hướng dẫn cho chúng ta thêm một cách bấm máy tính nữa. Tại vì đây là cách giải những cái bài đơn giản. Có những một số bài mà em mà giải mà không kịp giải ấy. Ô, có nhiều bạn còn không đặt cho thầy thêm cái chỗ x khác 5 này, và bạn ấy chỉ cần giải x lớn không thôi, và bạn ấy rất dễ dàng cho đáp án C, nhưng mà đáp án C là sai đấy. Hiểu chưa? Thầy nhắc lại một lần nữa, x chứ 5 tất cả bình thì luôn dương, nhưng mà dương với mọi x khác 5 chứ không phải là luôn dương với mọi x đâu nha. Rồi, như vậy là chúng ta phải chọn D. Còn cách thứ hai là chúng ta có thể ấn vào máy tính cho thầy như sau. Chúng ta sẽ ấn cho thầy loga bình thường đây. Loga bình thường là bấm cái chỗ này này. Loga của alpha x bình. Nên thầy dạy cho hết này. Chưa? Không có bất cứ một cái thầy cô hoặc là không có bất cứ một cái khóa học nào mà nó còn có thể chi tiết cẩn thận mà nó lại được miễn phí như thế này đâu. Thế nên là các em mà biết được thầy là quá sướng. Được chưa? Chúng ta ấn cho thầy như thế này. Các em lưu ý rằng là khi mà giải một phương trình, bất phương trình thì cho vào máy, mặc định là em phải chuyển vế đổi dấu đi để cho đít phương trình, bất phương trình là bằng 0. Các em lưu ý điều này cho thầy nhé. Chứ không phải là bấm dấu lớn đâu, trong máy nó gì có dấu lớn với dấu nhỏ cái gì. Hiểu chưa? Và bây giờ thầy sẽ sử dụng phương pháp ấy, đó là thầy sẽ thay một cái số nào đó trong các đáp án. Thì thầy sẽ sử dụng phím can, thay vào mà thấy cái gì ra dương thì ôm. Như vậy chúng ta có thể thay một cái số bất kỳ, thì dụ như là ta có thể chọn số 1 nào đó, số 1 đi. Chọn số 1 thì ta thấy nó ra dương thật, như vậy 1 là đúng. Một là đúng, như vậy là một, nhưng mà cái nào nó cũng có một mà, đúng không? Thì bây giờ mình chọn một làm gì? Mình sẽ chọn một cái số như là 5 chẳng hạn, đây này, xem có đúng x khác 5 không. Thì mình có thể chọn 5 nhá, x bằng 5 này, 5. Thì mình thấy máy nó hiện ra là bằng 0, nhưng bằng 0 là mình không được lấy vì mình phải lấy lớn 0. Như vậy đúng là x khác 5 thật. X khác 5 thật thì chúng ta phải loại bỏ B, loại bỏ C là đúng rồi vì x phải khác 5. Tiếp tục ta chọn một cái số, sau khi loại bỏ B và C, như vậy là, mà lúc nãy x bằng 5 là bị loại đúng không? Loại này. Còn lúc nãy x bằng 1 là vẫn thỏa mãn bình thường. Mà do x bằng 1 thỏa mãn bình thường nên thầy sẽ chọn tiếp một cái số trong đáp án A và D, thì thầy sẽ chọn một cái số, thí dụ như là âm 1 chẳng hạn, âm 1 đi. Âm 1 báo lỗi ngay. Như vậy là đáp án A là không thể, vì đáp án A là có chứa âm 1. Như vậy đáp án D là đúng. Thực ra thì cái việc thử này không hề khó đâu, không hề khó. Nó không hề khó và nó cũng không hề tốn một giọt mồ hôi. Các em lưu ý nhá, thử ít nhất khoảng từ 2 cho đến 3 số cho nó yên tâm. Chọn sao cho khéo cho thầy là được. Ta tiếp tục đến với câu số 11. Chúng ta đến với câu số 11 sau khi đã đi qua câu số 13, một cái câu liên quan đến bất phương trình mũ hoặc loga. Nên lưu ý việc giải cho cẩn thận, ngoài ra có thể học thêm cách bấm máy tính giống như thầy, chọn số sao cho khéo. Nên thầy vừa rồi có thể đánh dấu câu 13 là một câu ăn được điểm tiếp tục trong phần này. Như vậy tạm thời, tuy rằng đề này có thể khó hơn các đề khác, nhưng ở một phần đoạn đầu, thầy chưa thấy có cái gì làm cản đường chúng ta cả. Nếu chúng ta kiến thức vững chắc một chút và biết một số kỹ thuật thì đúng rồi, thầy chưa thấy có gì là khó. Tiếp tục chúng ta đến với câu số 11, tập cách nhìn đồ thị. Trong các hàm nhìn đồ thị thì nhìn hàm bậc nhất trên bậc nhất bao giờ cũng là những hàm khó nhất.
Tại sao? Vì đô thị vướng tiệm cận và có khá nhiều đường, không chỉ có hai đường trục tọa độ mà còn có hai đường tiệm cận. Như vậy, trình tự nào để nhìn ra cho được cái hàm bậc nhất trên bậc nhất? Như ta đã biết, hàm bậc nhất trên bậc nhất không hề có cực trị, vậy nên chúng ta phải nhìn cái duy nhất của nó, đó là cái tiệm cận. Tiệm cận, các em cần lưu ý, nếu trên đề bài cho x cộng 1 chia cho chữ x cộng 1, thì thứ nhất, các em sẽ tìm được tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng là x, tiệm cận ngang là y. X bằng bao nhiêu? Giải nghiệm của mẫu. Cho mẫu bằng 0, cho mẫu bằng 0 lập tức x bằng 1. Giải cẩn thận nhé, chuẩn bị lại giải ra âm 1 là sai hết đấy. Nhớ là x bằng 1. Còn tiệm cận ngang, tiệm cận ngang là hệ số A trên C. A cộng B, C cộng D, nó chính là hệ số A trên C. 1 chia âm 1 là âm 1. Như vậy, thầy đã tìm xong tiệm cận rồi. Bây giờ thầy gióng vào các đề bài và thầy xem là cái nào là nó có thẳng đứng là 1. Được chưa? Và nằm ngang là âm 1. Thế thì trong câu 11 thì thẳng đứng là 1 thì thằng nào cũng thẳng đứng là 1. Thẳng đứng là 1 thì thằng này thẳng đứng là 1. Nhưng thằng này thẳng đứng nó lại là âm 1 mất, B bỏ. Thằng này thẳng đứng nó cũng âm 1, B, C bỏ. Còn thằng này thẳng đứng nó chạy qua 1. Có cần thầy zoom to không? Đây này, thầy zoom lên cho... Đây, nhìn thấy rõ rồi nhá. Đấy. Thẳng đứng này nó nhìn thấy 1 đây này. Thì chỉ có mỗi đáp án A và D là thẳng đứng qua 1. Bây giờ nằm ngang qua trừ 1. Nếu nằm ngang qua trừ 1 thì các em có thể nhận thấy ngay là đáp án A thì nằm ngang qua 1. Đây này, 1 đây này. Có nhìn thấy rõ con 1 không? Còn đáp án D thì mới là nằm ngang qua trừ gì? Nằm ngang qua trừ 1. Có nhìn thấy không? Có đúng không? Đáp án là D. Đấy thì thôi, không hề khó tí nào cả. Nhưng mà các em nhìn sao cho nó tinh tường nhé. Nhiều bạn không biết nhìn số đâu. Được chưa? Cái này nó lại nằm ngang qua 1 thì sai mất. Thầy đã bảo là phải nằm ngang qua trừ 1 này. Đấy. Chẳng may mà hai câu này cùng nằm ngang giống nhau thì chúng ta phải tiếp tục thử đạo hàm. Nếu các em là đạo hàm thử thì các em sẽ nhận ra đó là đạo hàm ta lấy 1 nhân 1 là 1. Ta trừ đi 1 nhân âm 1 là âm 1. Chia cho mẫu là trừ x cộng 1 tất cả bình. Nhẩm nhanh đấy. Kết quả sẽ là 2 chia cho trừ x cộng 1 tất cả gì? Bình. Tức là đồng biến đấy. Đồng biến thì đáp án A nó lại là nghịch biến mất rồi. Đáp án A nhìn từ trái qua phải là nó theo xu hướng đi xuống. Như vậy nó là nghịch biến mất. Thì chỉ có đáp án D là đồng biến thôi. Vì đáp án D là nó... Đáp án D trong câu D ấy, đáp án D là em phải nhìn cho thầy từ trái qua phải. Ôi nhiều bạn nhìn buồn cười lắm mà là em cứ nhìn kiểu này em không biết đồng biến nghịch biến. Thế phải nhìn từ trái qua phải theo cái chiều hướng mũi tên đây này. Bây giờ nhiều bạn cứ nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn từ phải qua trái là sai hết. Người ta quy ước là phải nhìn từ trái qua phải, nếu thấy xu hướng đi lên có nghĩa là đồng biến. Thế tôi đạo hàm nhanh thì tôi thấy đồng biến thật. Như vậy cái ý chí cuối cùng của chúng ta mới là tính đạo hàm nhá. Còn bình thường là nhìn tiệm cận là nhanh nhất. Các em lưu ý điều này. Như vậy cố gắng mà nhìn cái câu này. Được chưa? Ừ, y phải dương đấy. Đúng rồi, y phải dương đúng không? Y phải dương. Mà y phải dương thì chỉ có đáp án D thôi là y phải dương. Vì nó đi lên mà. Đúng không? Cái này đã rõ rồi nhá. Thế ta tiếp tục chuyển sang câu tiếp theo. Các em nhìn sang câu số 12. Cái câu số 12 ấy. Nào, nhanh nhìn rõ chưa? Bạn nào vào muộn để ý vào nhá. Cứ nhìn tiếp đi không sao đâu. Tí nữa xem lại sau. Không ảnh hưởng gì cả. Câu số 12 ấy, thì tìm tọa độ giao điểm. Như vậy, thầy nhắc lại, câu nhìn đồ thị cũng là một câu cho điểm. Thầy tiếp tục đánh dấu câu này vào. Mặc dù câu này có thể hơi khó hơn một tí, nhưng chưa phải là câu vận dụng cao. Em lưu ý. Câu số 12. Cho một cái mặt phẳng như thế này và cho một cái đường thẳng như thế này, cách tìm tọa độ giao điểm. Các em biết rồi, tìm tọa độ giao điểm thì thực sự đây là một bài dễ mà các em cần phải làm được bài. Thầy nhắc lại, ngôn từ nếu đề cho tọa độ giao điểm của một đường và một mặt thì đây thực sự là một bài toán ăn được điểm. Phương pháp làm bài chính là giải hệ. Phương pháp làm bài chính là giải hệ. Đầu tiên, cho tất cả cái phương trình x trừ 1 trên trừ 3 bằng y trừ 1 trên 1 bằng z trừ 2 trên 2. Phương trình này chúng ta cho bằng tham số t và chúng ta biểu diễn phương trình này dưới dạng tham số. Các bạn nhân lên cho thầy, vậy x trừ 1 sẽ bằng trừ 3t hay x sẽ bằng trừ 3t cộng 1, 1 trừ 3t. Y sẽ bằng... Nhân lên, ta sẽ có t cộng 1, tức là 1 cộng t. Và nhân lên 2t cộng 2, tức là 2 cộng 2t. Sau đó ta thay vào phương trình mặt phẳng P cho thầy. Ta thay vào đây. Giải hệ thôi. Các em đã học rồi. Giao điểm giữa hai cái gì thì giải hai cái ý cùng thành một hệ thôi. Đúng không? Thay vào P ta sẽ thay nơi nào có x. Nào,
x thì mình thay bằng 1 trừ 3t, mình cộng với 6, 6 mình nhân y, mình nhân 6 vào đây luôn, như vậy là 6 cộng 6t, trừ cho 3 nhân z, nhưng mà 3 nhân vào đây luôn, như vậy là bằng trừ 6, 3 nhân vào đây luôn là trừ 6t luôn, và cuối cùng là cộng 2 bằng 0. Các em hiểu cách giải của thầy chưa? Nào thầy nhắc lại, thầy chỉ thay vào đây thôi, phương pháp tạ thế đấy, phương pháp thế thay vào đây này, không có gì khó đúng không? Rồi, tương đương với này, bây giờ giải cái này bằng tay lại giải được. Cộng 6t này, trừ 6t là hết này. Cộng 6 trừ 6 là hết này. Phải tinh mắt nhận ra một số thứ nó rút gọn được luôn đấy. Chứ giờ ngồi bấm hết cái này ra là hơi lâu. Chúng ta sẽ có trừ 3t ở đây. Trừ 3t này. Chúng ta sẽ có 2 này, à 1 này, cộng 2 này, 3. Giải ra t bằng 1 đúng không? T bằng 1, sau khi có t bằng 1 thì em thay ngược vào đây giả thầy. Sau khi có t bằng 1 rồi thì các em lưu ý là em thay ngược vào đây giả thầy. Thì em thay vào đây giả thầy thì em sẽ thu được bao nhiêu? Em đọc được bao nhiêu? Nào, 1 trừ 3 có phải là 1 trừ 3 đúng không? 1 trừ 3 là âm 2 đúng không? Âm 2. Âm 2. À nhưng mà em biết là đến khi tính sau âm 2 thầy làm gì không? Thầy dừng lại luôn và thầy không làm nữa. Vì trong 4 đáp án thì chỉ có mỗi âm 2 xuất hiện ở đáp án D thôi. Thầy dừng luôn và thầy không tính nữa, tiết kiệm thời gian. Có thay con 1 vào đây nữa thì nó 1 cộng 1 nó cũng bằng 2 thôi. Mà 2 cộng 2 thì nó cũng bằng 4 thôi. Nó cũng thế thôi. Dừng ở đấy được rồi. Đôi khi có nhiều thứ chỉ cần tính một cái là có thể dừng được rồi. Đôi khi cũng giống như là Olympia ấy. Người ta có thể chưa cần đọc xong câu hỏi nhưng mà mình biết đáp án thì mình đọc luôn, thì người ta chuyển sang câu hỏi khác luôn. Không việc gì phải đợi người ta trả lời, xem kỹ hết xong rồi bắt đầu mới trả lời. Thế thì nó mới về đích nhanh chóng được chứ, đúng không? Thế nhắc lại một lần nữa là cái việc tìm giao điểm giữa đường thẳng mặt phẳng là chỉ cần dùng pháp thế thôi. Nhớ là đổi phương trình này về dạng tham số giúp thầy nhé. Thì là ra nghe, cho tất cả đúng này bằng gì ấy nhỉ? Bằng tham số T đúng không? Ai làm được, cố gắng lên, câu này là làm được. Như vậy thầy đã nhanh chóng vượt qua câu số 12. Đây là một câu cho được điểm. Tiếp tục đến với câu số 10. Ôi giời, sao từ câu 12 mà lại nhảy lòi sang câu 14 đấy này. Chỗ này hơi bị lỗi về đề một tí. Xin lỗi các em. Không sao cả, câu mười mấy nọ thế thôi. Cho hình nón có diện tích xung quanh là 3pi a bình. Diện tích xung quanh của hình nón 3pi a bình. Được chưa? Và đường sinh là L đúng không? L3a. Câu hỏi bán kính đáy bằng bao nhiêu? Bán kính đáy tức là R đấy, R bao nhiêu? Như các em đã biết ý, thì ta có một điều đó là xung quanh nón thì bằng xung quanh nón, các em mở lại cái công thức ra nhé, thì ta sẽ có đó là PRL. PRL. Nhớ nhá, PRL. PRL. Nó bằng PRL đấy, được chưa? PRL. Thế thì xung quanh nón mà bằng 3PA bình. Thế bằng gì ấy nhỉ? Nào PRL. Thì pi là pi nhá, R đang cần tính để đây nhá. L là 3A đúng không? Mà đề thì lại cho mình bằng đó là bằng 3pi a bình. Như vậy mình rút gọn bỏ thầy, hộ thầy đi. 3 gạch bỏ này, 3 là bỏ, pi là bỏ. Ta rút ra R rồi nhá. R sẽ bằng A bình chia A đúng không? A bình chia A, A luôn nhá. Xong. Câu này đâu có gì khó, đúng không? Câu 14, vậy ta chọn đáp án B. Thế là chọn A nhỏ. Nhớ cho thầy diện tích xung quanh hình nón PRL, L đường sinh đã cho rồi, điền vào là xong thôi. Cứ bình tĩnh mà làm. Được chưa? Rồi, thì kết thúc câu này. Câu số 15. Câu số 15 thì chúng ta sẽ làm gì? Câu số 15 là một cái gì đấy? Là một cái hàm số. À, đây là một cái câu toán lớp 11. Cái vấn nạn đặt ra bây giờ là lớp 11 là học vẫn còn hơi yếu nha. Hôm sau ngoài kỳ bộ mà tổng ôn 5 điểm mà thầy đã đăng ấy, thì thầy theo yêu cầu một số bạn ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục có một số kỳ bộ, đó là bộ tổng ôn 5 điểm tiếp của kỳ bộ lớp 11. Các em tập tự làm đi, vào trong ấy có đáp án rồi đấy, có thể tự chấm đi. Sau một thời gian mà chữa đề xong thì thầy sẽ trả lời một số cái câu hỏi, nhưng thầy chỉ trả lời một số cái câu hỏi nào không hiểu trong cái bộ ấy thôi. Còn hầu như cái bộ ấy có đáp án hết rồi nên mình phải tự chấm nhá. Cái bài toán này thì fx có hai dạng tồn tại. Dạng thứ nhất là khi đặt điều kiện x khác 0 thì hàm số có dạng như này, và khi x bằng 0 thì hàm số có giá trị là bằng cái đúng tham số m này. Câu hỏi là tìm m để cho hàm số này liên tục tại 0. Như các em đã biết ý, thì xét tính liên tục tại 0 thì không hề khó. Ta vận dụng định lý sau. Một hàm số liên tục tại một điểm x0 thì chúng ta x tiến về 0 của fx sẽ phải đúng bằng f tại gì? F tại 0. Nhớ thầy cái này, giới hạn của hàm số khi x tiến về 0 đúng bằng giá trị của hàm số tại điểm gì? 0. Như vậy, tính giới hạn thì em tính cho thầy hàm trên, còn f tại 0 thì em lấy cho thầy biểu thức dưới. Em cho hai cái này bằng nhau sẽ giải ra m thôi. Để tính lim thì chúng ta cũng sẽ bấm máy tính như sau.
ta sẽ vào mé như vậy. Bản chất đây là một bài tính giới hạn mà thôi, em lưu ý. Chúng ta bấm nguyên biểu thức này ra, ấn căn của 2 lần x cộng 1 trừ đi 1 trên cho x. Các em lưu ý là khi x tiến về 0 thì em can cho thầy x bằng 0 cộng với một đại lượng rất nhỏ, đó là 0,0001. Các em có thể cho trừ cũng được, không sao cả, miễn sao sát 0 là được. Ấn bằng, ấn bằng. Thì chúng ta sẽ thấy máy hiện ra kết quả là bằng 1. 1 như vậy có nghĩa là 1, có nghĩa là cái giá trị này bằng 1. Và cái f tại 0 thì đề cho rồi là m bình phương trừ 2m cộng 2, đúng không? Giải cái này khá là dễ, em chuyển vế đi. Chúng ta sẽ thu được là m bình phương trừ 2m. 1 sang đây là còn có cộng 1, đúng không? Đây phải hằng thức không? Hằng thức m trừ 1 tất cả bình bằng 0. Thế phải m bằng 1 không? Nhầm bằng mồm ra nhé, bằng 1, phải chọn đáp án D. Đây là một câu bấm máy tính được, nên là chúng ta lưu ý là khi đề cho câu xét tính liên tục của hàm số thì vận dụng đúng lý thuyết này và làm cho thầy. Cái này đã có máy tính rồi thì có cái gì mà khó nữa. Như vậy câu số 14 và câu số 15 thì tiếp tục đánh dấu là một câu ăn được điểm. Thầy chưa thấy có gì khó khăn ở đây cả, vận dụng một chút kiến thức cơ bản mà thôi. Nhớ chưa? Ghi ngay lại vào vở, chú ý nhé. Và mỗi một dạng bài toán này của thầy đều nên ghi chép lại lý thuyết thầy đã làm gì, ghi vào thì nó rõ ràng hơn. Cẩn thận thì có thể ghi thêm lại cho thầy cách giải nhanh, cách giải chậm như thế nào. Nhớ nhé. Yên tâm, đề thi các dạng câu hỏi luôn thường luôn luôn sẽ giống như thế này hoặc chỉ khác đi một chút. Không thể có cái chuyện là nó khác hoàn toàn được. Nên là mình cứ bình tĩnh. Được chưa? Vì dạng câu hỏi cũng chỉ hỏi như vậy thôi, không thể hỏi khó hơn được. Bây giờ ta chuyển sang câu số 16, một câu tập nhìn tiệm cận. Cho hàm số ax cộng b chia cho bx trừ 2, ax cộng 1 chia bx trừ 2 có tiệm cận đứng cho rồi là 2, tiệm cận ngang là y bằng 3. Hỏi hiệu 2 trừ a trừ 2b bằng bao nhiêu? Các em lưu ý là cái việc tìm tiệm cận đứng thì không hề khó, thầy đã dạy các em rồi. Tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu. Như vậy khi đó giải bx trừ 2 bằng 0 thì em thay hộ thầy x bằng 2 vào đây luôn. Em thay vào 2 vào đây nhé. Thầy nhắc lại này, tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu, vậy thay 2 vào đây thì chúng ta sẽ có là 2b đúng không? Trừ 2 đúng không? Bằng 0. Chúng ta giải ra b bằng 1 nhé. Xong cái thứ nhất. Cái thứ hai, tiệm cận ngang là tỷ số của hai cái hệ số lớn nhất đúng không? Chia cho nhau. Hai hệ số của bậc lớn nhất là a trên b là tiệm cận ngang đúng không? A trên b. A trên b bằng với 3 đúng không? 3. Như vậy chúng ta giải ra rồi này. Mà chúng ta lại có b bằng 1, ta thay vào đây hộ thầy này. Như vậy có phải là a trên cho ôi giời b bằng 1 thì thôi khỏi phải chia nhá. Thì a bằng 3 luôn nhá. Thế được chưa? Bằng 3. Như vậy thầy đã giải ra đó là b bằng 1, b bằng 1 và a bằng 3. Thế thầy điền vào đây thôi, 3 đúng không? Trừ đi 2 nhân 1 là 2. Và kết quả bằng mấy nhỉ? Bằng 1. Thế có gì thắc mắc không? Không thắc mắc đúng không? Chọn đáp án là 1, C. Các em lưu ý kiểu câu hỏi này là một kiểu câu hỏi mà rất hay xảy ra trong các kỳ thi hiện nay. Đó là các câu hỏi hỏi theo kiểu là không hỏi a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu đâu. Tại vì nếu hỏi a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu là các em chỉ có việc thay vào đây, các em lại rất dễ nhẩm ra đáp án nhanh chóng. Người ta phải hỏi theo kiểu gọi là hỏi một đằng, đề một đằng nhé, toàn hỏi một kiểu, tức là hỏi theo kiểu là tổng hệ số thì hiệu hệ số gì đó, tóm lại là cho một biểu thức bất kỳ liên quan đến các hệ số này để cho mình đỡ thay các hệ số này vào đề bài, thì bắt đầu gọi là hơi trùng máy tính. Nhưng những câu này, câu tiệm cận này nó dễ, thế nên là thầy chưa gọi là câu trùng máy tính, nên thầy tiếp tục đánh dấu câu 16 là một câu dễ. Như vậy chúng ta đã làm được 3,2 điểm rồi, thầy chưa có gì khó khăn. Ta tiếp tục đến với câu số 17. Chỗ này ghi cẩn thận lại cho thầy nhé, chỗ này liên tục trên r đấy. Cho một cái câu tập nhìn bảng biến thiên. Các em lưu ý là tập nhìn bảng biến thiên là một câu dễ. Bao giờ đi thị có một câu tập nhìn bảng biến thiên và nhìn đồ thị. Bây giờ các em hết sức lưu ý cho thầy, bảng biến thiên người ta lại hỏi số nghiệm này. Bảng biến thiên chạy qua 0, 2 này, cực đại, cực tiểu này. Tổng ở đâu? Tìm số nghiệm của phương trình ba trị tuyệt đối f. Bắt đầu những câu này bắt đầu phải hơi để ý hơn. Nếu bạn nào không để ý thì những câu này trở thành khó ngay. Nhưng theo thầy thì câu này chưa phải là câu khó. Đây là một câu tương giao số nghiệm. Cứ số nghiệm là sử dụng tương giao. Tương giao là thường là dùng số nghiệm. Như các em đã biết ấy, thì cái phương trình, bây giờ chúng ta cứ làm gọn đẹp cái phương trình trị tuyệt đối này ra cho thầy. Thì các em biết là 3F trừ 7 thì giờ rút trị tuyệt đối F ra thì sẽ bằng 7/3. Có hai trường hợp sinh ra, đó là Fx bằng 7/3 và Fx bằng âm 7/3. Như vậy tương truyền là đi giải hai cái này thì mình phải
Dạ, từ giải cái này mình lại phải giải được hai cái này. Thì bây giờ mình phải giải hai phương trình rồi mình cộng hai số nghiệm này lại thì mình sẽ ra tổng số nghiệm. Hàng ngày các em chỉ học cái câu hỏi đó là giải fx bằng 7/3 thôi, mà đôi khi các em lại ít khi xét thêm âm 7/3 nữa. 7/3 thì thực ra nó là bao nhiêu? Nó chỉ là trên 2 một tí thôi. Chúng ta sử dụng phương pháp dùng thước kẻ để cắt. Ta nhớ cho thầy 7/3 là trên 2,1 một tí, chứ 2,1, 2,2 à đâu. 2,3 gì đó, 2,3. 2,3 đúng không? Tức là khoảng 2,3. Bây giờ chúng ta sử dụng cái thước kẻ nào, chúng ta cắt qua vị trí y bằng 2,3 là chúng ta xong. Chúng ta có fx đây rồi, chúng ta có đường thẳng nào, đường thẳng 7/3. Thầy vừa nói là 2,3. 2,3 thì chắc chắn là nó phải nằm trên cái chỗ dương vô cùng này rồi. À, trên 1 chứ, trên 1. Như vậy thầy giả định là nó nằm ở đây chẳng hạn, 2,3, tức là nó cắt qua đây. Cắt qua vị trí 2,3, như vậy là nó sẽ cắt tại ít nhất là một gì? Một nghiệm đã này. Thầy nhắc lại, đây là đường thẳng 7/3 nhá. Đường thẳng nằm trên 1 ấy thì chính là đường thẳng 7/3 thôi. Trường hợp này có một nghiệm rồi nhá. Trường hợp thứ hai nào, bây giờ chúng ta có cắt dưới -7/3, tức là khoảng trừ 2 phẩy mấy đấy. Trừ 2 phẩy mấy thì như các em đã biết là trừ 2 phẩy mấy thì nó phải nằm giữa từ 1 cho đến -5. Như vậy nó cắt một phát vào đây. Thì nó sẽ có 1 này, 2 này, 3 này. Như vậy trường hợp mà nó cắt -7/3 nằm ở vị trí này mà, đúng không? Nhìn vào y nhá, đừng có nhìn vào x, nhìn vào y. Đây toàn y mà, đây y, đây y, đây y, đây y, toàn y đấy. Không phải x đâu. Trường hợp này sẽ có 3 nghiệm nữa, đúng không? À thế tổng hóa ra là mấy nghiệm rồi ấy nhỉ? 4 gì? 4 nghiệm. Như vậy ta chọn câu 17 là câu B. Nào, các em đã thấy thông minh hơn tí nào chưa? 4 nghiệm chưa? Có thể thông minh tí nào chưa nhỉ? Nào, nếu đề mà chỉ hỏi là giải phương trình fx bằng 7/3 thôi thì mình chỉ được chọn mấy nghiệm thôi? Một nghiệm đúng không các em? Nếu chị đối đúng không thì phải cộng hai trường hợp lại đúng không? Một trường hợp có 1, một trường hợp có 3 thì có phải là 4 không? Có xác định được cái chỗ nào là 7/3 và chỗ nào là 7/3 không? Đúng không? 7/3 là chiều cao cao, còn 7/3 là chiều thấp thấp, đúng không? Thế thì làm được đúng không? Thầy không nghĩ là khó. Câu này thầy đánh dấu là chỉ là hơi hơi đánh dấu thôi nhá, chứ không phải là khó quá đâu nhá. Nhớ là câu này là câu làm được, đúng không? Rồi, rồi thì chúng ta tạm thời làm đến câu 17 nào. Thế giờ câu số 18. Thế câu 18 là một câu cho điểm để bấm máy tính được, đúng không? Thầy có bấm được không? Được chưa? Rồi, thế là câu số 18 thì thầy hướng dẫn nốt cách bấm máy tính. Cái câu 18 chỉ là một cái câu ta khoanh tròn và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Thì cái câu này xét trên tập 1-3 thì các em biết làm rồi. Cái câu này dạy bấm máy tính cho nhanh thì ta sẽ có như sau. 1, 7, tức là table. Nhập cái hàm số này vào thì ta sẽ thấy như sau. Bây giờ nhìn vào đây nha, thầy hướng dẫn cho này. Nó cũng không khó lắm. Một cái hàm số mà tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên đoạn đã cho rồi thì nó không khó. Thì bây giờ mình sẽ vào mốt 7. Chỗ này bạn nào biết rồi thì không sao, nhưng mà bạn nào chưa biết thì học thêm. Nào, alpha x thì mũ 3 đúng không? Mắc min đấy. Trừ đi 3 lần alpha x bình cộng với 3. Ấn bằng cho thầy, ấn bằng. Thầy nhắc lại này, lưu ý này. Nếu bạn nào mà chẳng may máy mà nó hiện ra gx đi nhá, thì em sẽ dùng phương pháp đó là shift more xuống, chọn 5, chọn 1 cho thầy, thì máy sẽ bị tắt gx đi. Các em không tắt gx đi là tí nữa cái bảng của em sẽ hiện được ít số hơn đấy. Tức là em không thể cho được cái bảng, tức là cái bảng bình thường của người ta thì dài. Nếu mà em để cả cái chế độ gx mà không tắt đi thì cái bảng của em thành ngắn. Mà người ta bảo là xét cái bảng càng ngắn thì có thể cơ may rủi ro là rất cao. Thế nên là để cái bảng dài nó sẽ tốt hơn. Bảng dài nó tính được nhiều giá trị hơn. Còn bảng ngắn là nó sẽ xét được ít giá trị hơn. Hiểu không? Ấn bằng này. Thì máy hiện ra start ta lấy 1, đây là 1 luôn rồi nhá, chọn 1. 1 nhá, ấn bằng. End ta chọn 3. Và step thì ta lấy 2/20. 2/20 bản chất là thầy lấy khoảng cách giữa hai số này là 2, 3 trừ 1 còn 2 mà. Thì chia cho 20 lần. Có một số bạn thì thấy rằng là thầy thấy người ta hướng dẫn chia cho 19, nhưng mà thầy nghĩ là cứ chia cho hẳn 20 đi. 20 là để tròn. Thế giờ chúng ta sẽ đọc cái bảng bên phải cho thầy. Thì sẽ đọc là nghe mắc và min thôi, cái không khó. Thế thì thầy nhìn thấy hình như là có cái con 1 này. Các em có nhìn thấy rõ cái con 1 không? Cái con 1 hình như 1 lớn nhất à? 1 là bao nhiêu đây? Giỏi nhá. Hình như 1 là lớn nhất rồi nhá. 1 lớn nhất. Ở đâu 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 phải 1 lớn nhất đâu.
Đây này, nó còn tiếp này, không phải một lớn nhất đâu, ba lớn nhất đây này, ba ba lớn nhất. Ba là lớn nhất. Như vậy là ghi cái này vào ba vào đây. Rồi. Thế bây giờ tiếp tục nhìn xem ai nhỏ nhất. Hình như có cái số âm lúc nãy là nhỏ đúng không? Âm 0,3, âm 5, âm 0,7, âm 0,8, âm 0,9. À, âm 1. Âm 1 thì như nhỏ nhất rồi, chả còn âm ai âm hơn nữa rồi. Âm 1 đúng không? À thì xong rồi đấy, thì chà. Như vậy là 3 cộng với âm 1 đấy. Đấy rất hay hỏi cái kiểu max cộng min nhá, vui thật. 3 cộng với âm 1 thì hóa ra là 2. Như vậy ta chọn đáp án trong câu này là chọn đáp án A là 2. Cái này thông minh rồi nhá, cái này dạy nhiều rồi ấy. Thưa các em tự về học nhá. Thầy chỉ cần lưu ý các em ấy là tắt cái bảng GX đi. Các em nhớ là đừng có reset lại máy nhiều lần, vì mỗi lần các em reset lại máy thì máy lại tự hiện ra cái bảng GX. Thế nên là phải mất công tắt GX đi. Thì ấn Shift More xuống 51, nhớ chưa? Và cái cách cho step nhá. Thầy thấy rất nhiều bạn cứ hỏi cách cho step thì không nói năng gì, thì cứ lấy đầu to trừ đầu nhỏ chia cho 20 lần cho thầy. Nhớ chưa? Đôi khi mà nhiều người không hướng dẫn cho em chỗ này đâu, em phải hết sức để ý nghe kỹ lời thầy. Câu này là câu ăn được điểm, thầy tiếp tục đánh dấu câu số 18. Bao giờ đi thi cũng phải có cố định là sẽ phải cho các em ăn điểm một vài câu này, chứ nếu không là các em trượt tốt nghiệp hết. Được chưa? Không có chuyện là người ta không cho đâu. Em cứ bình tĩnh. Như vậy thầy thấy đây nhiều bạn kêu bảo khó quá, thầy cũng chưa thấy khó lắm đâu nhá. Các câu khó nó dìm hết đằng sau ấy. Nhưng mà đợi đến khi các câu đằng sau thì thầy đã làm xong chuẩn bị 30 câu rồi. Thế thì mình vẫn đỗ ngon lành và vẫn điểm khá là ổn, chưa đâu đến mức gọi là thấp đầu. Bây giờ chúng ta ấn tích phân. Câu này là một câu tích phân tường minh, tức là tích phân cho kết quả rõ ràng. Thì chúng ta không cần phải tính toán cũng được. Thì thầy cho phép các em bấm câu này. Thì bộ giáo dục cũng cho phép bấm câu này. Thì chả sao cả, chúng ta có thể ấn cho thầy. Quay ra này, mốt 1 này, tích phân từ 0 này, cho đến 1 này. Ấn phân thức trước nhé, phân thức này, 2x này. Ấn cho nó quen đi, đôi khi học ấn cũng phải học đấy, chứ phải không đâu. Không bấm quen tí nữa, nhiều đứa nhá, nó không bấm cái nút phân số xong đến lúc giữa chừng nó bấm ấn phân số, chả biết được. Thì chúng ta sẽ thấy kết quả hiện ra là 0,693. 0,693 và bạn nào học lý mà giỏi giỏi ấy, thì chắc chắn đáp án là C bỏ, D bỏ, A bỏ. Đáp án 0,693 thì nó chính là len 2. Len 2, thầy có thể nói cho các em luôn, len 2 là 0,693. Nếu bạn nào học trong vật lý hạt nhân mà giỏi thì chúng ta có cái chu kỳ bán dã ấy. Chu kỳ bán dã cái gì mà T bằng len 2 trên K ấy. Thì ngày xưa thầy nhớ cái số len 2 là rất dễ nhớ, nó 0,693. Thì ra cái chu kỳ bán dã, chu kỳ bán hủy ở trong vật lý ấy, là có cái số là cái gì mà len 2 ấy, T bằng len 2 trên K ấy. Xem lại cái gì đấy, hệ số phóng xạ ấy, cái bài hạt phóng xạ hạt nhân ấy. Cái số ý là rất dễ nhớ, 0,693. Đôi khi mà em nhớ kỷ niệm về một cái gì đó trong một lúc bất chợt ấy, thì tự nhiên sẽ làm, đó cũng là một cái mẹo nhớ để mà kia em làm bài nhanh hơn, được chưa? Hãy những lúc mà khó khăn thì có thể nhớ về một kỷ niệm nào đó, hoặc nhớ về một cái lúc nào đó mà mình đã học ở đâu đó, học với thầy, học với bạn hoặc gì đó mà mình có một cái ấn tượng con số nào đó. Ý thì cái việc gắn ấn tượng vào con số ấy, cái chẳng may đấy mà đùng một lúc nhớ ra ấy, đôi khi nó lại trợ giúp cho mình một cách bất ngờ mà mình không biết được đâu, được chưa? Câu số 20. Câu số 20 là một cái câu số phức. Nghiệm phức có phần ảo dương, thì ta bấm cho thầy cái phương trình câu số 20 này vào là xong. Như vậy câu 20 là một câu ăn được điểm, thì tiếp tục đánh dấu câu số 20. Và chúng ta bấm cho thầy cái phương trình này vào chức năng. Đây là câu cho điểm nên thầy sẽ hướng dẫn luôn. Chúng ta vào cho thầy mốt chế độ số 5 chọn 3 là giải phương trình, chúng ta sẽ có bình thường thôi. Giải phương trình bình thường. Giải phương trình bình thường thì chúng ta sẽ có 1 này, trừ 8 này, 25 này. Thì chúng ta sẽ có đó là 4 cộng 3y và 4 trừ 3y. Như vậy 4 cộng 3y, 4 trừ 3y. Thì chúng ta sẽ để ý số nào có phần ảo dương. Số có phần ảo dương chính là số có 4 cộng 3y. 4 cộng 3y, đúng chưa? Đây số này là số 4 cộng 3y. Phần ảo là 3 mà, 3 dương đấy. Thực trước ảo sau, 3 dương. Giả sử số z ấy là số a cộng bi. Chỗ này phải mở nó ra. Đây. Giả sử số phức z ấy là a cộng bi, thì tổng a cộng b bằng bao nhiêu? 4 cộng 3 bằng 7. Đề hỏi rất hay nhé, đề rất hay hỏi kiểu a cộng b. Không khó đúng không? Bình thường thôi. Được chưa? Rồi. Có làm được câu số 21 không? Bạn nào? 21 không? Nào. Toàn bộ phần câu số từ... Như vậy là thầy đã giúp cho các em chữa một loạt các câu từ câu 18 đến câu 19. Thầy đánh dấu vào câu số 20. Một loạt các câu hỏi mà chúng ta có thể sử dụng kiến thức căn bản để làm được, đúng không? Các em tiếp tục làm cho thầy câu nào, thì bây giờ thầy hỏi câu 21 lãi suất có làm được không? Nào bây giờ phải trả lời xem có làm được không đã. Đọc đề đi.
xem có làm được không. Kiểu gì cũng phải có một cái câu ứng dụng mũ loga, đó là cái câu lãi suất. Được chưa? Cái câu lãi suất ấy, bây giờ mình xem mình có làm được không. Được chưa? Sau đó bắt đầu hình thì mới xếp ở đằng sau. Đấy, như vậy là dù sao thầy cũng đã chữa xong 20 câu rồi, như vậy 4 điểm rồi. Thầy thấy phổ điểm mà 4 điểm mà làm được như thế đâu phải là khó quá đúng không? Thế hôm trước thầy chấm bài, nhiều bạn không biết làm bừa hay là học kiến thức chưa chắc ấy, toàn thì dưới trung bình hết. Đây là thầy còn chưa nói đến những câu đằng sau ấy. Các câu đằng sau thì bắt đầu là không hề dễ dàng bấm đâu nhá. Các câu đằng sau là còn phải học tổ hợp này, hình này, hình không gian này, Newton này, loga có các nghiệm này, một số phương trình đường thẳng trong không gian này. Xem nào còn cái gì nguy hiểm nữa nào. Đồng biến nghịch biến có chứa tham số này. Tích phân chống máy tính ba ẩn này. Khoảng cách trong hình không gian hơi khó này. Và một số câu liên quan đến cực trị và đạo hàm của hàm số hơi khó đúng không? Đấy. Một loạt các câu đằng sau thì bắt đầu là rất nguy hiểm đấy, cái khả năng em có thấy không? Cái khả năng mà trong cái đề này mà khả năng mà trên 5 điểm là cũng phải bắt đầu phải để ý đấy. Những cái câu này đằng sau nó rất khó. Đấy, thế nên em phải chọn cho thầy thôi 30 câu thôi, hoặc cùng lắm là 35 câu thôi. Thì nghĩ là 30 câu thôi. Được chưa? Làm thế nào ăn được điểm của 30-35 câu thôi là quá đủ rồi. Các phần đằng sau cố gắng mà làm, nếu mà có một ý niệm gì đó làm được thì làm, còn nếu không ấy thì cứ còn phải đợi xem mình có may mắn hay không. Nhớ chưa? Đấy, giờ bắt đầu suy nghĩ cái tập câu hỏi đằng sau đi. Các tập câu hỏi từ 22 cho đến 30-35 trở đi là bắt đầu nghĩ đi. Nào. Được chưa? Rồi, các bạn sẽ tiếp tục làm đề này. Các bạn làm tiếp cái này nhé. Video thứ hai thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho chúng ta từ câu 21 trở đi. Được chưa? Chúng ta tập làm trước cái đề này cho thầy từ câu 22 cho đến ít nhất là câu 30-35 đi. Thôi 35 có thể dừng rồi, các câu đằng sau ấy, người ta đã xếp được khó lắm. Chúng ta có kể cả có làm thì cũng chưa chắc đã kịp thời gian hoặc là làm nó khoanh bừa đâu. Thế nên là mình làm giúp đi cho thầy. Xong thì thầy sẽ chữa. Cái loạt từ 20 cho đến 30-35 thì cố gắng làm. Còn bạn nào mà có thể dừng được ở đây thì mới chỉ được 4 điểm thôi. Thì 4 điểm em có thể học dễ dàng nhờ vào các cái kiến thức, kinh nghiệm mà thầy đã hướng dẫn. Được chưa nào? Cố gắng lên. Như vậy, đạt được điểm 4 đến 5 điểm trong năm nay là không phải là quá khó, nhưng mà nó cũng không hề dễ tí nào cả. Được chưa? Người ta tự tiếp tục suy nghĩ những câu từ câu 21 trở lên. File để ở trong nhóm các em nhé. Đề ở trong nhóm ấy, hoặc là trên Facebook của thầy chính. Được chưa? Facebook thầy chính, chúng ta về chúng ta làm đi. Đáp án có hết rồi đấy. Được chưa? Thầy chính không mong gì hơn, mong là bài giảng của thầy sẽ đến được với nhiều bạn hơn nữa, giúp đỡ được cho các em nhiều hơn nữa. Cảm ơn các em rất nhiều vì những tình cảm các em đã dành cho thầy. Chúc các em học tốt và hẹn gặp các em trong video số 2. Cố gắng lên. Làm gì thì cũng sẽ có gặp nhiều khó khăn các em ạ. Các em lưu ý điều này nhé. Nhưng mà mọi thứ con người ta đều có thể làm được. Ngay cả học yếu, mình cũng sẽ cố gắng lấy cần cù bù thông minh. Có sự giúp đỡ của thầy chính ở đây rồi.
cố gắng lên, chúng ta chắc chắn là sẽ làm được. Thầy không trông mong cả nước đỗ đại học, thầy không trông mong các em phải trả ơn gì cho thầy cả. Mong rằng thầy chỉ biết là mình có thể làm được những điều này và giúp đỡ được cho các em đến phần nào thì thầy sẽ luôn cố gắng đến phần đó. Các em hãy cố gắng đừng có để làm thầy thất vọng. Nhớ chưa nào? Mong rằng bài giảng của thầy đến được với nhiều bạn hơn nữa, giúp đỡ cho các em nhiều hơn nữa. Chúc các em học tập thật tốt và đạt được những ước mơ thành công của mình. Thầy luôn bên cạnh các em, mọi người cũng luôn ở bên cạnh các em.